Ví dụ như lệnh mu này thì chúng ta sẽ sử dụng nút W. Các lệnh tắt trong Parallel Max, lệnh chủ chốt này thì nó rất dễ nhớ bởi vì là nó đứng liền nhau. Lệnh di chuyển này chúng ta có thể kết hợp để copy được nếu mà chúng ta sử dụng phím Shift trong lúc kéo. Trong bảng Clone Option và nhóm Object thì chúng ta có 3 tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là Copy. Copy là tùy chọn nhân bản độc lập. Instance là tùy chọn nhân bản phụ thuộc hai chiều, tức là vật thể gốc và vật thể được nhân bản. Khi thay đổi nó sẽ làm thay đổi lẫn nhau. Nếu chúng ta thay đổi vật gốc thì nó cũng thay đổi vật nhân bản. Chúng ta thay đổi vật nhân bản thì nó cũng thay đổi ngược lại vật gốc. Còn copy thì nó độc lập, nó không ảnh hưởng gì đến nhau. Reference là nhân bản phụ thuộc một chiều, tức là vật thể bị nhân bản thì nó phụ thuộc vào vật thể gốc, nó không có các thông số cá nhân. Đây chúng ta sẽ thử copy trước này. Khi thử copy trước thì thay đổi kích thước của vật copy, nó không ảnh hưởng gì đến vật kia cả. Nhưng nếu chúng ta copy instant, chúng ta thay đổi vật nhân bản thì vật gốc cũng thay đổi. Tùy chọn này chúng ta sẽ áp dụng cho các vật thể giống hệt nhau. Ví dụ là bốn cái chân bàn chẳng hạn, nó giống hệt nhau thì chúng ta thay đổi một cái nó sẽ thay đổi tất cả các cái còn lại. Trường hợp thứ ba, reference thì vật thể bị nhân bản nó sẽ vật thể được nhân bản nó sẽ không có tính chất riêng và nó phụ thuộc hoàn toàn vào vật thể gốc. Chúng ta cũng có thể kiểm soát được số lượng copy cho mỗi lần. Có thể copy nhiều vật thể một lúc. Bỏ bớt vật thể thì chúng ta chỉ cần sử dụng phím delete thôi. Xóa nó đi là được. Lệnh tiếp theo là lệnh Select and Rotate, lệnh chọn và xoay. Lệnh này thì nó trình bày hơi khác với lệnh di chuyển, nó cũng có ba trục nhưng là trục xoay theo hình cầu. Chúng ta để ý khi mà di chuyển vào một vòng cung thì trục tương ứng của nó sẽ sáng lên. Ví dụ ở đây chúng ta di chuyển vào cái cung này thì trục Z đang sáng lên. Cái đấy nó báo hiệu là chúng ta sẽ quay vật thể xoay quanh trục Z. Chúng ta nắm trục này xoay. Hiện tại thì nó đang xoay quanh trục Z đây.
Xoay này cũng có thể xoay theo chính xác được nếu chúng ta chỉ chuột phải. Và nó cũng có hai phần tọa độ, một phần là absolute theo tọa độ của Bademax và một phần là theo trục tọa độ cá nhân. Đơn vị xoay nó là độ, chúng ta nhập vào đây. Tương tự thì lệnh xoay cũng có thể kết hợp với lệnh copy được nếu mà chúng ta sử dụng thêm phím shift. Mặc định của các hình hộp là pivot, tức là trọng tâm của nó được để ở giữa. Cho nên khi chúng ta sử dụng phím shift để copy thì nó không ra cái kết quả hiệu quả lắm, gần như là nó chả sử dụng được vào cái gì cả. Đấy. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được trọng tâm của vật thể. Để thay đổi trọng tâm của vật thể thì chúng ta vào phần 2XG hay chi ở bên nhóm tool. Sau đó thì kích hoạt effect pivot only. Khi kích hoạt lệnh effect pivot only thì mọi lệnh chỉ có tác dụng với phần pivot, tức là phần trọng tâm của vật thể. Chúng ta có thể di chuyển cái trọng tâm của vật thể này ra chỗ khác. Bây giờ thì lên mặt bằng này. Tắt lệnh effect view only đi. Để cho các lệnh chúng ta áp dụng nó áp dụng lên vật thể chứ không áp dụng lên pivot nữa. Bây giờ thì chúng ta xoay nó theo trục ngoài rồi. Theo trọng tâm bên ngoài rồi. Và lúc này áp dụng lệnh copy nó mới có tính hiệu quả cao. Để cho vật thể trở lại pivot ban đầu thì chúng ta lại kiểm vào effect pivot only. Sau đó reset pivot thì nó lại trở lại pivot nguyên thủy của nó. Nút tắt của lệnh quay này là phím E. Ngay cạnh phím W của Mu đấy. Cho nên là chúng ta rất dễ nhớ. Và lệnh tiếp theo là lệnh Scan thì phím tắt của nó là R. Ba phím cạnh nhau. W, E, R. Lệnh Scan là lệnh thay đổi độ lớn của một vật thể. Nhưng không làm thay đổi unit của vật thể đấy. Tức là kích thước của nó không thay đổi. Nhưng mà về phần hiển thị độ lớn thì nó lại thay đổi. Chúng ta thấy là nó to lên hay nhỏ đi. Nhưng mà kích thước của nó thì lại không thay đổi. Đấy, chúng ta thấy cột kích thước của nó không nhảy lên. Đây là lệnh mà chúng ta không nên lạm dụng nhiều, bởi vì là nó thay đổi độ lớn nhưng nó không thay đổi unit, cho nên các lệnh áp dụng của nó hay bị sai khi mà chúng ta đã sử dụng scale.
sau khi scan các lệnh áp dụng sau nó sẽ dễ bị, nó sẽ lấy theo unit cũ nên nó dễ bị sai lệnh và sai cái vị trí của vật thể đi. Ở đây trong quá trình làm việc với vật thể chúng ta chỉ sai kích thước một chút thôi thì mình dùng scan, tức là khi vật thể mà không chỉnh sửa gì nữa thì là mình sử dụng scan, còn không thì chỉ dụng sử dụng scan trong các chế độ nội bộ của vật thể thôi. Có thể scan chính xác nếu mà chúng ta chỉ duột phải vào lệnh scan. Bên nhóm local là chúng ta scan theo từng trục tọa độ đơn lẻ. Nhóm offset là sẽ scan theo cả 3 trục. Để số nhảy nhanh hơn thì chúng ta sử dụng phím control, giữ phím control thì nó sẽ chạy nhanh hơn, thay vì chúng ta cứ phải kéo số nó tăng chậm. Kéo bình thường thì số nó tăng chậm hơn. Các phần chính xác là mình đều sử dụng chuột phải vào lệnh hết, hoặc là sử dụng phím F12. F12. Có một vấn đề khi mà chúng ta kết hợp lệnh xoay với lệnh scan. Đấy là khi mà chúng ta xoay trước thì scan nó sẽ dễ bị sai. Đấy, nó sẽ bị méo hình như thế này. Bởi vì ở đây nó đang sử dụng với trục hệ tọa độ của 3D Max. Và trong những trường hợp như này thì chúng ta phải chuyển chế độ view này thành local. Local là trục cá nhân. Đấy, như này thì trục tọa độ nó mới xoay đúng theo chiều của vật thể. Và scan như này thì nó mới đúng chiều. Chúng ta sang lệnh tiếp theo là lệnh mirror. Mirror là lệnh nhân bản theo đối xứng gương hay là lệnh đối xứng gương. Lệnh này thì nó kết hợp được cả với nhân bản nữa. Chúng ta lên mặt top cho dễ. Chọn vật thể sau đó sử dụng lệnh mirror. Nhóm acid là nhóm để chúng ta chọn trục đối xứng. Bây giờ chúng ta chuyển lại local về view để cho nó sử dụng trục 3D Max thì dễ sử dụng hơn. Mirror. Đây chúng ta đang đối xứng nó theo trục X, nó đảo chiều này. Theo trục Y thì nó đảo chiều theo trục Y. Để kết hợp với các nhân bản thì chúng ta sử dụng một trong 3 chế độ ở dưới: copy, instance hay reference. Thì vừa nãy chúng ta đã tìm hiểu ở trong lệnh di chuyển rồi đấy. Offset là khoảng cách sau khi copy hay là sau khi đối xứng. Đối xứng theo trục X này, đối xứng theo trục Y này,
Rồi dừng theo trục Z này. Chúng ta có thể đối xứng qua các mặt phẳng x, y, y, z hay là z, x. Lệnh này thì có rất nhiều ở trong các phần mềm đồ họa khác rồi. Một lệnh là một lệnh rất